Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, mưa to, gió lớn kèm theo lũ quét và vòi rồng khủng khiếp đã ập về, cuốn trôi máy phát điện đập Tam Hiệp, khiến 800 triệu người dân mất điện và đòi phá đập. Thưa quý vị, theo đài địa phương Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ tại nước này vẫn đang căng như dây đàn. Ngày 4 tháng 10 đã bước sang ngày thứ 53, nhưng mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục càn quét Trung Quốc, khiến lũ ở thượng nguồn vẫn ồ ạt đổ về 400 con sông, làm mực nước dâng cao vượt mức báo động đỏ tới 1,6 mét. Đáng chú ý nhất vẫn là con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp. Lũ quét và vòi rồng khủng long ngày 3 tháng 10 lại tiếp tục xuất hiện, khiến cho một trạm phát điện của con đập lớn nhất thế giới này bị cuốn trôi trong vòng chỉ chưa đầy 3 phút, làm toàn bộ 16 tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc bị mất điện trên diện rộng. 800 triệu người dân của Trung Quốc sống trong bóng tối, bầu trời thì liên tục xuất hiện những cơn mưa to âm u và đen tối, báo hiệu một điều rằng mưa to đến rất to vẫn tiếp tục trút xuống Trung Quốc, làm cho những con đê không chịu được đành phải vỡ. Và khi nó vỡ, mực nước của nó sẽ làm ngập úng hàng ngàn ngôi nhà, tivi, tủ lạnh, xe hơi, trôi linh láng khắp nơi. Nhiều người dân Trung Quốc đã bất chấp sự nguy hiểm của lũ quét, leo ra giăng lưới để trục vớt ô tô, chờ cho lũ xuống để đem đi sửa chữa kiếm lời. Và nếu như ai mà mua phải những chiếc xe ô tô này thì sẽ rất nhanh chóng bị hỏng. Vì thế chúng ta cần hết sức cẩn thận. Thưa quý vị, nhiều nhà quan sát cho rằng các nước xung quanh Trung Quốc có đường biên giới giáp danh với Bắc Kinh. Đừng có mơ nhập những chiếc xe mông má của nước này, không được tham đồ rẻ tiền của Trung Quốc, nếu không gặp phải cú lừa không thương tiếc. Các chuyên gia cho rằng xe ô tô mà đã bị ngập nước thì chỉ có vứt đi, hoặc có đi được thì nó cũng hay bị gặp trục trặc và hỏng hóc. Ngoài ra, những chiếc tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện bị lũ cuốn trôi cũng được người dân của Trung Quốc vớt đem đi chế tạo lại rồi bán sang các nước láng giềng. Vì thế, các nước láng giềng nhất định sẽ không được nhập những mặt hàng kém chất lượng, nếu không sẽ bị phía Trung Quốc lừa gạt. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 10, truyền thông của Trung Quốc cho biết lũ lụt kỷ lục đổ về con đập Tam Hiệp suốt 18 tiếng, làm nước dâng lên cao và nguy hiểm đến chính con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới này. Truyền thông của Trung Quốc cho biết trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang quét qua đập Tam Hiệp khiến mực nước tại hồ chứa đạt 164,18 m, cao nhất từ khi đập được xây dựng. Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới đón trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang, khiến dòng nước lũ đã đổ về hồ chứa đập với lưu lượng đạt khoảng 61.000 m khối trên giây. Hồ chứa đập Tam Hiệp từng ghi nhận dòng chảy cực đại là 50.000 m khối trên giây lúc 10 giờ sáng và 55.000 m khối trên giây vào lúc 20 giờ cùng ngày, nhưng lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp đã lên tới 61.000 m khối trên giây. Đây là một lưu lượng nước kỷ lục trong lịch sử mà Trung Quốc ghi nhận được, và nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới con đập Tam Hiệp, khiến cho một trạm phát điện bị cuốn trôi và hàng ngàn ngôi nhà đã bị chìm trong bóng tối. Tất cả 8 tỉnh thành xung quanh đã bị mất điện. Thông tin do Bộ Quản lý Khẩn cấp Men của Trung Quốc công bố, trong đó cho biết lũ lụt tại các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam khiến cho ít nhất 31 người chết và mất tích, buộc hơn 2 triệu người phải sơ tán gấp trong đêm. Mưa lũ cũng ảnh hưởng nặng nề tới Trung Quốc, khiến cho 151.000 ngôi nhà bị hư hại và tổn thất kinh tế trực tiếp lên tới 65 tỷ nhân dân tệ. Phần lớn miền Nam của Trung Quốc liên tục chịu tác động mạnh từ những trận mưa lớn kể từ đầu mùa tới bây giờ, và nước trên nhiều con sông ở khu vực này đã vượt qua mức báo động đỏ từ 2 đến 12 mét. Đây là một mức báo động từ lục và gây ra hiểm họa khôn lường cho những con đê tại khu vực này. Nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ, nhưng đến hiện tại thì con đập vẫn chưa vỡ. Các thông tin trên mạng mà nói con đập vỡ thì hoàn toàn không chính xác. Theo hãng CNN, hãng tin nổi tiếng của phía Mỹ cho biết, lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Hãng CNN của Mỹ cho biết mùa hè năm 2022, hàng triệu người trên khắp đất nước của Trung Quốc ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả gây ra lũ lụt và lở đất ở các tỉnh, thành phố và làng mạc tại nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Đây là trận lũ tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc kể từ nhiều thập kỷ vừa qua. Mưa lớn đã vùi dập 28 trên 31 tỉnh, ảnh hưởng tới hơn 37 triệu người dân và khiến 159 người chết và mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 86 tỷ nhân dân tệ.
để so sánh trận Đại Hồng Thủy năm 1993 dọc theo sông Mississippi và các nhánh sông của nó, một trong những trận lũ kinh hoàng và tàn khốc nhất nước Mỹ, khiến cho hơn 50 người chết và 54.000 người đã phải sơ tán, thiệt hại kinh tế lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hãng tin của Mỹ cho rằng thiệt hại nặng nề nhất của Mỹ chỉ bằng 1/100 so với lũ lụt tại Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Lũ lụt ở Trung Quốc bắt đầu ở miền Nam, ở Quảng Tây và Quý Châu. Những trận mưa lớn đã tàn phá khắp các vùng rộng lớn của đất nước này, bao gồm tỉnh Giang Tây ở phía Đông, tỉnh An Huy ở phía Nam và tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung. Ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ đã nâng lên mức cảnh báo cao nhất tại một số nơi trong lịch sử. Quy mô của thảm họa là rất lớn. Mực nước của 435 con sông vượt mức báo động, trong đó có 33 con sông đạt mức kỷ lục. Theo Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cung cấp, tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất như Giang Tây, đê sông đã bị vỡ, nhà cửa bị phá hủy, gợi lại ký ức ám ảnh trận lụt lịch sử năm 1998 khiến hơn 3.700 người thiệt mạng và 15 triệu người mất nhà cửa. Ngay tới đây, chắc hẳn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao năm nay lũ lụt, mưa to, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, vòi rồng liên tục xuất hiện ở Trung Quốc đến như vậy? Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Trung Quốc gần như ngày nào cũng có lũ lụt, sự kết hợp giữa khí hậu và hành vi của con người đã góp phần kéo dài thời gian mưa lũ lâu hơn bình thường ở một số nơi. Hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay. Sự giao thoa của nó với khí hậu lạnh đã dẫn đến lượng mưa lớn liên tục trong lưu vực sông Dương Tử. Một số lý do khác là sự nóng lên toàn cầu. Theo một chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, chúng tôi không thể nói rằng một hiện tượng thời tiết cực đoan đơn này là hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Nhưng xét trong một thời gian dài thì rõ ràng sự nóng lên toàn cầu dẫn đến sự gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như thời gian qua ở Trung Quốc. Theo sách xanh về biến đổi khí hậu ở Trung Quốc, kể từ những năm 1990, tần suất mưa cực lớn đã tăng lên đáng kể. Trong 60 năm qua, số ngày mưa lớn đã tăng tới 5,9% mỗi thập kỷ. Bên cạnh lượng mưa, hành vi của con người cũng góp phần vào mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở Trung Quốc như chặt phá rừng bừa bãi, không chịu trồng cây và liên tục xuất hiện những con đập thủy điện để chắn nước, hòng tích trữ điện năng và gây thảm họa cho đất nước Trung Quốc cũng như các nước xung quanh. Hiện dòng nước sông Mekong đã ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi phía Trung Quốc đã cho xây dựng và khởi công tới 13 con đập. Một nhà địa chất thuộc Cục Chất lượng và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên cho biết nhiều thập kỷ khai hoang đất và xây đập trên các con sông gần đó đã làm giảm diện tích và thể tích Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây. Điều này đã khiến cho lũ lụt liên tục xuất hiện và khi nó xuất hiện, nó sẽ càn quét tất cả khu vực thượng lưu và hạ lưu con sông Dương Tử, gây ảnh hưởng trực tiếp tới con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới và nếu như nó bị vỡ, 2/3 Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là khá hay và rất sốc đối với những ai theo dõi lũ lụt lịch sử của Trung Quốc. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của nước này cho biết, kể từ khi thành lập nước vào năm 1949 tới nay, Trung Quốc đã trải qua hai trận lụt lịch sử. Lần thứ nhất là vào mùa hè năm 1954, dọc con sông Dương Tử khiến hơn 30.000 người chết và 18 triệu người bị ảnh hưởng. Năm 1954, hiện con sông Dương Tử chưa có con đập Tam Hiệp, nhưng lũ lụt đã xảy ra một cách hết sức kinh hoàng. Một trận lũ khác khiến cho Trung Quốc phải khiếp sợ đó là vào năm 1998, cũng lại con sông Dương Tử, nhưng ở phía Nam và phía Bắc Trung Quốc. Đó là trận lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây, với hơn 3.719 người chết, 15 triệu người mất nhà cửa và thiệt hại kinh tế lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, ông Nam Chun đã nhận xét lũ lụt năm nay không ảnh hưởng tới khu vực rộng lớn của sông Dương Tử như hồi năm 1949. Và năm 1998 ở Trung Quốc đã tác động lên toàn bộ khu vực Dương Tử, song mưa năm nay chủ yếu ảnh hưởng tới vùng Trung và lưu sông. Vì thế, khu vực bị ảnh hưởng được cho là nhỏ so với mọi năm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lớn và mưa cực đoan sẽ xuất hiện trong một vài ngày tới. Vì thế, các cơ quan ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác, đề phòng lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất. Nhất là con đập Tam Hiệp khả năng cao sẽ bị vỡ nứt.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!